lấy cái này đi, xong rồi cố gắng lấy dần dần, lên đến đâu hay thì đấy. Nghe bảo thì giờ vip xong đó, xong đốc ao tôi vào room đó, tôi hỏi, tôi thấy hỏi thăm bố mẹ ông này. Thế à? À hóa ra là vậy à. Thế à, bảo sao có mùi, thấy hỏi là có chuyện rồi, sư thầy mê gái. Để tí tôi hỏi Obi xem như thế nào. Nhớ là ặc của sư thầy là có hai người on nhé. Thế rồi bảy. Nay sư thầy không on đâu nhá. Nếu nay sư thầy toàn bắn tanh không, chiều nay không on. Vậy là lại đi mượn rồi, lại đi mượn rồi, lại đi mượn rồi. Nước gì nhìn sang quá bạn ơi. Xuống dưới này bạn. Đừng đang có QVZ Iris Koshida con VIP không? Chịu luôn. Bộ mà đẹp lắm hay sao mà lại mà thế gì đã đẹp. Tôi thấy nhiều thằng sấy còn hơn, sấy còn hơn cả vua chúa đấy. Mà thằng làm thì cũng hơi lạ đấy. Tơ xanh thế nhỉ? Mấy cái dòng tam tam quái trường cái boss nhỉ? Ưu tiên lấy quái boss thôi, lấy boss. Oh, level mắc luôn rồi, như vậy này nó hơi ấy nhỉ?
Thank you.